đây cả nhà hết hồn chưa? Đây là dĩa cơm 4kg nha. Thảnh gầy. Sẽ đợi tầm 5 phút để cho nó bớt nguội, không được đi vệ sinh. Nếu mà đi là coi như là thua. Trong vòng 30 phút đợi tầm 5 phút sau mình mới được đi vệ sinh. Dạ thắng thì được thưởng là 2,4 triệu. Thảnh gầy em ăn hết á thì anh sẽ thưởng em thêm 1,6 triệu nữa để cho đủ 4 triệu. Hello, chào mừng các chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Và hôm nay thì Võ Sư Lộc đã bận chốt đơn rồi cả nhà ơi. Cho nên hôm nay là sẽ có bé Hân và Thánh Gầy đến để mà đại náo quán cơm Cà Ri Gà. Nhưng mà hôm nay là cho hỏi bé Hân đi, hôm nay là em sẽ tính ăn bao nhiêu ký nè? Lần trước em ăn 2 ký rồi, lần này sẽ ăn 4 ký. Đó, đúng rồi, mình ăn 2 ký. Thánh Gà ăn chưa? Ăn rồi. Đó, mình ăn vì do mình ăn 2 ký rồi nên mình đâu có được quay lại ăn 2 ký đâu. Mà lần này các bạn sẽ thử thách độ khó hơn, đó là 4 ký cơm cà ri. Thì đây là cái số lượng ký nè cả nhà. Nếu mà mình ăn hết 4 ký cà ri là mình sẽ được thưởng 2,4 triệu trong thời gian là 30 phút. Đó, và nếu không hết thì mình sẽ trả lại quán là 1,2 triệu nha. Nó còn nhiều mức cơm lắm nè. Có 6 ký, 8 ký, 10 ký cho những bạn nào mà ăn thật sự khỏe luôn. Thì hôm nay hai em chọn ai là người ăn trước? Em ăn trước à? Thánh Gầy ăn trước ha. Ok, thì có gì làm cái tiền đề. Làm tiền đề đó cái gì? Chị Hân nói chung là đánh này rất là khó nên anh không có ép tụi em phải ăn cho hết. Tụi okay. Em cứ cố hết mình tụi em là được, okay. Giống như tụi em đi thử thách bình thường vậy đó. Rồi, thì giờ mời hai em vào đi. Địa chỉ quán này là số 8-9 nha cả nhà. Đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đó. Đây là một trong những quán mà mình thấy rất là chịu chơi, tại vì khi nào đăng ký là cũng có liền. Đó, có một số quán thì khi mà đăng ký thì ôi, đang quay mà vô nhà vệ sinh thấy gì sao ta. A few moments later. Đây cả nhà hết hồn chưa? Đây là dĩa cơm 4 ký nha. Bây giờ mình sẽ bê cái dĩa lên cho Thánh Gầy. Nhờ em bê lên giùm anh với. Đây có một bạn nhân viên. Thánh Gầy sao? Ê, còn nóng, chắc chờ xí không? Được, chờ được chứ. Mai ăn. Ok. Trong thời gian đó chắc anh nhờ em cho anh biết về cái thể lệ cuộc thi với em. Trước khi ăn thì mình sẽ đợi tầm 5 phút để cho nó bớt nguội rồi mình mới bắt đầu ăn. Trong thời gian mình thử thách thì mình không được đi vệ sinh. Nếu mà đi là coi như là thua. Dạ. Ăn trong vòng 15 phút, nếu mà trong tầm 4 ký là ăn trong vòng 30 phút. Trong thời gian đó, nếu mà mình thắng thì mình sẽ phải ngồi lại đợi tầm 5 phút sau mình mới được đi vệ sinh. Ok. Dạ. Rồi nếu mà anh thắng thì thưởng bao nhiêu nè em? Dạ thắng thì được thưởng là 2,4 triệu. Dạ. Nếu mà thua? Nếu mà thua thì mình sẽ phải trả là 1,2 triệu. Dạ. Rồi thì hôm nay đến đây á, thử thách này cũng khá là khó. Cho nên nếu mà Thánh Gầy em ăn hết á thì anh sẽ thưởng em thêm 2,4 triệu hả? Anh thưởng em thêm 1,6 triệu nữa để cho đủ 4 triệu. Dạ. Đó, còn nếu mà em ăn không hết á thì anh sẽ trả cho em cái dĩa này là 1,2 triệu ha. Rồi giờ mình đợi 5 phút rồi mình sẽ để cho Thánh Gầy thử thách nha cả nhà. Muốn đúng không? Ok. Thì trước khi trong thời gian mình đợi nguội á thì mình sẽ được quảng cáo cái đậu phộng của Funny Hùng. Đó, đậu phộng này hồi nãy mình có qua bên đối tác á, mình cũng có ăn đi một ít rồi cả nhà ơi. Đó. Đó, đây. Thì đậu phộng này á hiện tại là Funny Hùng đang kinh doanh với giá là 95k một hũ. Mua 3 thì mình sẽ free ship toàn quốc, còn nếu mà mua 4 thì mình sẽ tặng thêm một hũ này nữa. Hũ đầy lắm nha cả nhà chứ không phải như đây không đâu. Hoặc là một hũ chấm chéo, tặng một hũ chấm chéo của anh Hải Sapa TV khi mà mua 4 nha. Đó, nhưng mà khi mà mình mua 4 á thì mình sẽ không có miễn ship nha cả nhà, mua 3 thì mới miễn ship. Mỗi cái chương trình nó sẽ có một cái ưu đãi. Đó, còn liên hệ qua số là 084-222-1578 hoặc 0844-020-114. Đó, Phan Hùng xin cảm ơn nha. Quên. Thánh Gầy là chùm ăn cái đậu phộng bên mình luôn á. Nhưng mà hôm nay Thánh Gầy bước vào một cuộc thi rất là cam go, cho nên Thánh Gầy không có ăn được.
nghe à, lưu ý nha, chương trình này chỉ kéo dài đến ngày 30 tháng 1 thôi. Còn qua ngày đó thì sẽ không còn chương trình này nữa, nhưng mà vẫn có chương trình khuyến mại khác. Cả nhà nhanh tay nha. Ngon quá. Giòn không? Đi sâu thế nha. Là giống vậy nào? Ăn chưa? Chưa. Cố gắng nha. Khá căng, có nước ngọt này kia rồi. Rồi nhờ, mà bạn nhân viên bấm giùm luôn nha. Em đứng bên đây nè, nó bị che. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời mọi người. Mời mọi người vô. Chị ăn đậu phộng. Ủa, này chén cơm của em phải quảng cáo chứ. Xe tay để em đổ cho. Ôi quên. Em ăn. Để hơn thì ăn không được rồi. Ăn một hai hộp chứ không sao. Em à, ui, hay á. Rồi, chúc em ngon miệng. Đậu phộng con đi hùng ăn rất cuốn. Cho nên cả nhà nhanh tay đặt nha, tại vì nó là tài trợ cho chương trình này đó cả nhà. Cố lên. Chắc là mới 1 phút chưa qua rồi em. Thánh gà đang chọn chiến thuật là ăn thịt trước cả nhà. Tại vì thịt nhiều khi mình ăn lúc sau nó bị dai. Còn cơm thì nó mềm rồi. Cố lên. Ở trong đây ăn thì nó mát. Ừ, quên. Để tắt cái quạt đi cho nó đỡ bị rè. Nãy giờ nó kêu. Các bạn bên Phan Thị Hồng ăn thì cũng đa số là vào thử thách rồi là ăn thôi. Nước hả? Không không. 26 phút, còn 26 phút 23 giây. Mẹ Thánh Gầy có kể đó cả nhà. Hôm qua Thánh Gầy chạy deadline xong việc rồi và ngủ một giấc tới 2 giờ trưa. Thì tính ra ngoài gọi tô phở. Nhưng mà Phan Thị Hùng may là nhắn tin kịp. Cho nên Thánh Gầy đã gói tô phở đem về. Để bây giờ đi thử thách cơm cà ri.
bạn này á chị là có một cái suy nghĩ rất là khó hiểu. Bạn nói là 15 phút đó bạn tự tin, ấy bạn không tự tin nha, nhưng mà 4 kg bạn tự tin, tại vì bạn nói là 4 kg bạn sẽ có à, đó bạn sẽ có 30 phút để mà bạn phân bổ thời gian á. Bạn bị áp lực về cái con số. Dạ. Ví như 15 phút nó cũng là 2 kg và là 30 phút nó là 4 kg, cái lượng cơ với lại cái lượng thời gian nó quá lâu luôn, nhưng mà nó bị áp lực tâm lý. Ờ. À. Cái con số 15 nó quá ít. Đúng rồi. Có 30 thì nó bị rất lâu rồi. Nhưng mà nay em nghĩ là bạn đã quen rồi. Giống như vừa rồi bạn đi thử thách 2 kg đó. Bạn cũng chiến thắng. Hồi bữa em 30 phút nhỉ? Bao nhiêu em? Không nhớ. Không nhớ hả? Ok. Thôi. À dạ. Nè, nay không đội nón hả? Tháo ra luôn. Đây là một thử thách khó nha. Thánh gầy. Thánh gầy 123. Thánh gầy cũng có một kênh TikTok nhưng mà đang ít clip lắm. À, còn bạn Hân thì TikTok của bạn là tớ là Hân nè, còn YouTube của bạn thì là Hân Nghiêm nha cả nhà. Hân Nghiêm thì làm cũng làm dạng clip dài á, nhưng mà kiểu như bên TikTok thì cái khả năng đề xuất nó sẽ ổn hơn, còn bên YouTube á thì nó sẽ khó hơn, cho nên là kênh của bạn Hân cũng mới được khoảng 1000+ lượt đăng ký thôi, nên cả nhà hãy qua ủng hộ nha. Thôi ăn đậu phộng thôi. Ô, đậu phộng này chị đau bao tử đó nha. Wow, nãy mình bị đau bao tử, mình ăn vô mấy miếng rồi mình thấy đỡ đỡ rồi nè. Không biết khó không ta. Nhưng mà đậu phộng này rất là tốt cho tim mạch. Cái này là được các nhà khoa học công nhận luôn á. Với lại nó ngăn ngừa lão hóa sớm nữa nè. Phòng chống bệnh Alzheimer, bệnh mất trí nhớ người già. Có nhiều công dụng lắm, làm đẹp nữa, tăng năng lượng nữa nha. Thánh gầy bọn nó tập trung ăn. À, bao nhiêu phút? 22 phút 17. Có gì lát anh nói chị Hân thông báo, anh đỡ phải đi ra đi vào. Khoan thử chắc không. Nó bị dính nè, anh chịu không? Rồi. Cố lên, cố lên. Cả nhà nhìn á thì thấy có vẻ là đơn giản, kiểu như ăn vào thôi, ăn vào rồi nuốt thôi. Chứ nhưng mà khi mà cả nhà ăn thử đi, bây giờ cả nhà không cần phải ăn 4 kg. Cả nhà thử lấy 1 kg cơm rồi cả nhà ăn với canh thôi cũng được. Đó, cả nhà sẽ biết được độ khó của nó thế nào. Thì khi mà về sau mình ngán rồi á, hoặc là mình no rồi, mình sẽ dù là chỉ một lượng ít thôi nhưng mà mình vẫn không thể nào nạp vào được đâu. Hôm nay không biết cái bao tử thánh gầy sẽ thế nào. Thấy có vẻ cơm đã được gom lại rồi cả nhà ơi. Mà xung quanh vẫn còn nhiều nước cà ri nè. Trộn lên. Cái hương cà ri này nếu mà ai ăn quen thì sẽ rất là ngon miệng. Còn nếu mà ăn không quen thì sẽ hơi khó ăn một xíu nha. Như mình á, bữa mình ăn một dĩa thì mình thấy rất ngon. Còn như các bạn ăn ba, ăn bằng 4, 4, 5 dĩa thì mình không biết thế nào. Ồ,
Không có bạn. 20, còn 20 phút em. 10 phút đã trôi qua. Nếu mà hôm nay Thánh Gầy ăn hết thử thách này đó nha, thì phải nói là Thánh Gầy đã lên một tầm cao mới. Em, như đây em nghĩ là còn khoảng một bao nhiêu phần ta? Cái này bơi đi hơn một nửa rồi. Chắc là khoảng 2 phần 3 rồi. Em còn 1 phần 3 nữa. Chắc ổng đang coi camera, ổng thấy em thôi. Ông chủ cả nhà, ổng coi camera và thấy Phan Đi Hùng. Còn nhiều anh giấy. Đây, anh giấy. Còn 16 phút 28 giây em ơi. Có nước lọc nữa nha, nếu muốn nước lọc. Rất là cố gắng. Hơi dính ha. Quyết tâm quá anh em. Món nước thì dễ rồi.
3 phút 45. Em, cái phần cơm sau mình chuẩn bị khoảng bao lâu thì xong? Mình chuẩn bị khoảng 15 phút là xong rồi. Vậy đã canh giờ anh nói cho mọi người làm luôn. Để cho bé Hân thử thách luôn. Cả nhà, nói chung là sau clip này vẫn còn một clip của bé Hân nữa. Thì mình sẽ đăng vào ngày mai luôn. Thì cả nhà cùng chờ đón nha. Là ăn 3 ký rồi cả nhà. Còn em, còn em kia còn. Còn 10 phút anh. Còn 10 phút 13 giây. Nghỉ mệt đi. Giờ cảm thấy ăn được nữa thì ăn, còn không thì mình ngưng luôn, tại vì lượng này còn nhiều. Để mình ví dụ như em cảm giác em vẫn còn có thể ăn hết thì mình cố gắng mình ăn, còn không thì mình cứ ngưng sớm. Em nghĩ có 2 phút nữa coi. Nghỉ thôi là sao? Thì sao? Bộ sư Lộc hỏi thánh gầy thì sao?
gì? Em suy nghĩ kỹ tại vì em ăn không hết. Nhưng mà em không phải trả tiền đâu, cho nên đừng có lo. Dừng lại đúng lúc cả nhà ơi. Bây giờ nhận xét được không? Được. Em thấy sao? Sao khi thử dĩa cơm này? Không thì cà ri giá thì nó ngon nhưng mà ăn nhiều quá thì nó bị ngán. Như hôm bữa em ăn 2kg á thì em chưa thấy ngán luôn á. Mà chắc nếu mà ăn chắc nhiều hơn nữa thì nó bị ngán. Ok. Thì thử thách mà cả nhà, mà gặp là 4kg nữa, cho nên là mình phải thật sự là có những cái bao tử không đáy mình có thể chiến hết. Thì thôi bây giờ mình ngưng ở đây đi, coi như là thánh gầy, tạm để quán giữ lại 2.4 triệu nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ thanh toán bên quán và mình sẽ thưởng thêm thánh gầy thêm 500 nữa, coi như là cái tiền công sức cố gắng em mang cái dĩa này. Còn bây giờ thì kết thúc clip ở đây để mình qua bên mình quay cho bé Hân ăn thử. Em làm món giùm anh luôn đi. Đó thì đã coi bé Hân có thể hoàn thành được trong thời gian 30 phút hay không nha cả nhà. Rồi, anh trao tiền luôn hả? Này, anh không có tiền lẻ. Em cầm đó đi. Rồi, còn lát nữa mình sẽ gửi bên quán là 1.2 triệu nha. Giờ thì kết thúc clip nha cả nhà. Thì nếu mình có cái fanpage trên Facebook giống như người... Ủa, 500 mà đúng không? Cũng lột. Thì nếu mà có cái fanpage trên Facebook cũng như người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và tạo cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cái kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc, kênh Hân Nghiêm và đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc và Thánh Gà 123. Tớ là Hân nè và hai TikTok là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới nếu như các bạn có bất cứ thử thách nào hãy để lại bình luận những comment mình sẽ xét bình luận phù hợp nhất làm clip cho các nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.